Kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay Chủ nhật ngày 31 tháng 5, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thành phố Vũng Tàu phát động ra quân hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5 tháng 6. Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, Bà Rịa Vũng Tàu phấn đấu phát triển mới gần 3.400 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Nhân ngày thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và tuần lễ quốc gia không thuốc lá, khuyến cáo cấm lưu hành thuốc lá điện tử. Trong phần tin thế giới, số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới đã gần 6,1 triệu người, trong đó có hơn 371.000 ca tử vong và hơn 2,7 triệu người đã phục hồi. Nga thảo luận về hiệp ước bầu trời mở. Biểu tình lan rộng ở Mỹ sau vụ việc một cảnh sát địa phương gây ra cái chết cho người đàn ông da màu George Floyd. Bây giờ mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu tổ chức phát động ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 năm 2020, Ngày Đại dương Thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo, Tháng Hành động vì Môi trường năm 2020. Lễ ra quân thu hút sự tham gia của 500 đại biểu là lãnh đạo thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, người dân sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố. Phát biểu tại buổi lễ phát động ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, lãnh đạo thành phố Vũng Tàu kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân thành phố bằng những hành động thiết thực, cùng chung tay giữ gìn bảo vệ môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân thành phố hãy bằng những hành động thiết thực cùng đảng bộ, chính quyền thành phố tuyên truyền vận động đến toàn thể người dân, chủ các phương tiện, chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác và chất thải bừa bãi, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, tiết kiệm điện, giảm thiểu sử dụng túi ni lông, ưu tiên sử dụng sản phẩm tái chế. Sau nghi thức phát động và ký cam kết thay đổi thói quen tiêu dùng, hạn chế sử dụng túi ni lông và thải bỏ chất thải nhựa ra môi trường, giữa lãnh đạo 17 phường xã trực thuộc và lãnh đạo thành phố Vũng Tàu, các đại biểu đã tham gia thu gom rác thải tại khu vực cầu cửa lớp và năm trục đường chính trên địa bàn phường 12. Rác sau khi thu gom được đưa lên xe chuyên dụng của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu vận chuyển về nơi xử lý. Thu gom rác thải để tạo nên một cái không gian mà nó không ô nhiễm môi trường, không bị hôi thối, không việc gì cả, để cho nó sạch sạch đẹp, và trẻ em nó cũng được vui vẻ, người già cũng thấy thoải mái. Được lượng người mà đã thu gom như thế này ấy, thì môi trường càng ngày càng sạch sẽ. Do đó là nhân dân bà con nếu mà đi biển hoặc là trên thuyền, coi như là mình phải góp góp, coi như là gom rác ở trên thuyền, sau đó mình đem về tập kết nơi quy định của coi như là của mình, để có các cơ quan ban ngành có người ta thu gom cho mình đi đến chỗ tập kết, một sự là vừa sạch đẹp vừa coi là đảm bảo cái vệ sinh chung. Bên cạnh hoạt động thu gom rác thải, các hoạt động tuyên truyền lưu động, phát động phong trào tình nguyện viên bảo vệ môi trường, triển lãm ảnh về chủ đề môi trường cũng được các ngành, các cấp và địa phương trên địa bàn thành phố tiến hành song song, nhằm tạo sự lan tỏa, nâng cao hơn nữa ý thức bảo vệ môi trường của người dân, kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi thói quen tiêu dùng, hướng tới việc hạn chế sử dụng túi ni lông và thải bỏ chất thải nhựa ra môi trường, hạn chế phát sinh chất thải trong các hoạt động hàng ngày và cải thiện môi trường tại một số khu vực trọng yếu của thành phố. Sáng nay, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Việt Sô Pedro, thành phố Vũng Tàu, liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức Ngày hội Thiếu nhi Việt-Nga. Ngày hội Thiếu nhi Việt-Nga thu hút 200 em thiếu nhi với nhiều hoạt động như thưởng thức các tiết mục xiếc và ảo thuật, văn nghệ đặc sắc cho các câu lạc bộ đội nhóm của nhà thiếu nhi tỉnh và các em học sinh, thiếu nhi người Nga đang sinh sống tại khu tập thể Liên doanh Dầu khí Việt Nam Việt Sô Pedro biểu diễn, đồng thời tham gia các trò chơi team building có thưởng và dùng tiệc buffet. Đây là hoạt động thường niên do Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tổ chức dành cho các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh và con em cán bộ công nhân người Nga đang sống tại thành phố Vũng Tàu nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6. Thưa quý vị, phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội tự nguyện là một trong những chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm thực hiện chính sách an sinh xã hội lâu dài. Tuy nhiên, do số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn ít nên Chính phủ đã ban hành quyết định 1676 phê duyệt đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội.
Theo đó, chính phủ lấy tháng 5 là tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh vừa tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân. Không chỉ thay đổi nhận thức của người dân về bảo hiểm xã hội tự nguyện, mà ngay trong những ngày đầu ra quân, ngành bảo hiểm xã hội đã phát triển được nhiều đối tượng. Trong đợt ra quân tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, ngoài phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mới, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh còn chú trọng vận động đối tượng đã tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Anh Hoàng Đức Trung ở phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu từng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 9 năm, nhưng sau đó do anh nghỉ việc để mở cửa hàng kinh doanh riêng nên anh tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội. Khi được nhân viên bảo hiểm xã hội tỉnh tư vấn, anh Trung quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ngoài việc sẽ được hưởng lương hưu sau 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, anh Trung còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế trọn đời và nhiều chế độ khác. Tham gia bảo hiểm được 9 năm rồi, thì cũng muốn đóng tiếp tục cái năm còn lại để được hưởng cái lương hưu của mình. Còn nếu như nhận một cục thì thế nó cũng không bao nhiêu cả. Đó thì là sau này muốn về già thì không ảnh hưởng đến con cái. Các anh chị bên bảo hiểm cũng đến hướng dẫn tận tình và mình cũng thấy hợp lý và mình tham gia. Chị Nguyễn Hoài Như An ở phường 5, thành phố Vũng Tàu từng mua một gói bảo hiểm thương mại khác nhưng thấy không yên tâm. Do đó, khi được Bảo hiểm xã hội tỉnh đến tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện, chị An đã quyết định tham gia. Theo như cái suy nghĩ của mình, xã hội giờ càng ngày nó càng cái mức mà dân trí thì nó càng nâng cao, nên mọi người ta cái mức hiểu biết người ta cũng nâng cao, nên là càng ngày thì mình thấy cái bảo hiểm xã hội nó càng nói chung là rất là tốt cho người dân của mình. Nói chung là mình không có muốn là những người thân hay con cái cháu chắc gì nó phải lo cho mình khi mà mình về già. Chính phủ chọn tháng 5 là tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân nhằm mục đích tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tháng 5 năm nay là năm đầu tiên triển khai, nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên thời gian triển khai lùi lại vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6. Trong tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức đợt ra quân trong toàn tỉnh. Theo đó, các nhân viên bảo hiểm xã hội và bưu điện sẽ đến từng khu dân cư để tư vấn, vận động người dân, đặc biệt là người lao động tự do, hộ kinh doanh cá thể, nông dân tham gia. Mục tiêu ngành bảo hiểm xã hội tỉnh phấn đấu là phát triển thêm gần 3.400 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để hoàn thành 50% chỉ tiêu đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 6 tháng đầu năm 2020. Các cái giải pháp mà chúng tôi sẽ tập trung trong đợt này thì chúng tôi một ý là tuyên truyền bằng trực tuyến, hai là chúng tôi tuyên truyền bằng lưu động. Và sau khi tuyên truyền bằng lưu động thì chúng tôi sẽ đưa thông qua các cơ quan truyền thông báo chí tiếp tục tuyên truyền. Và đặc biệt là chúng tôi sẽ chia tổ, chia nhóm và đến từng cái hộ kinh doanh, đến từng cái gia đình cá thể để phát các cái tài liệu rồi nói cho họ hiểu về cái chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tính đến nay, toàn tỉnh có 4.110 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và hơn 900 người đang hưởng chế độ hưu trí từ việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, với số lương hưu cao nhất là 13 triệu đồng một tháng, thấp nhất là 900.000 đồng một tháng. Tất cả những người này đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí và được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 95% chi phí khám chữa bệnh. Để hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, nhà nước đã có chính sách hỗ trợ 30% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo, 25% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ cận nghèo và 10% đối với các đối tượng khác. Thời gian hỗ trợ không quá 10 năm. Chương trình thời sự tối xin được tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị, hôm qua 30 tháng 5, công ty cổ phần DSC số 4 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Theo đánh giá tại đại hội, năm 2019, các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của DSC 4 mặc dù chưa đạt kế hoạch đề ra, nhưng đều tăng trưởng khá so với năm 2018. Cụ thể, sản lượng hợp nhất của công ty đạt 558 tỷ đồng, tăng 38,7%. Tổng doanh thu đạt trên 408 tỷ đồng, tăng 24,4%, lợi nhuận sau thuế là 25 tỷ 600 triệu đồng, tăng gần 86%. Công ty chi trả cổ tức cho cổ đông là 7%. Trong năm 2019, DIC4 tiếp tục triển khai nhiều công trình trọng điểm như chung cư Vũng Tàu Gateway,
nhà nghỉ công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu. Đời sống người lao động tiếp tục được cải thiện, bảo đảm quyền lợi và lợi ích cho cổ đông từ việc chia cổ tức và bảo toàn phát triển vốn. Tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020, Công ty Cổ phần DIC số 4 phấn đấu đạt tổng sản lượng hợp nhất là 650 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2019. Tổng doanh thu đạt 650 tỷ đồng, tăng 59%. Lợi nhuận sau thuế là 26,2 tỷ đồng, tăng 2%. Dự kiến chia cổ tức cho cổ đông từ 5 đến 10%. Năm nay, DIC 4 tập trung nguồn vốn, nhân lực để bàn giao toàn bộ công trình Vũng Tàu Gateway Block B, triển khai mới công trình trường tiểu học phường 10 thành phố Vũng Tàu, đấu thầu gói thầu 2 dự án hóa dầu Long Sơn, thi công hạ tầng dự án khu dân cư Long Toàn và Kim Chinh thành phố Bà Rịa. Để đáp ứng nhu cầu phát triển, công ty dự kiến tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 320 tỷ đồng. Thưa quý vị, sau thời gian dài tạm ngưng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, cùng với các ngành nghề kinh doanh khác, khu chợ đêm, trung tâm thương mại Bà Rịa đã hoạt động trở lại trong giai đoạn bình thường mới nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm cho người dân và du khách. Tuy nhiên, hoạt động của chợ đêm hiện vẫn còn thưa vắng khách. Trái ngược với không khí sôi động cùng thời điểm này của năm ngoái, khi bước vào đợt mua sắm đầu hè và dịp quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, thì năm nay không khí ở khu chợ đêm Bà Rịa khá ảm đạm. Ghi nhận của phóng viên thời sự cho thấy, chợ chỉ lác đác vài người đến tham quan, nhưng chủ yếu hỏi giá là chính. Ngay khi bước vào giai đoạn bình thường mới, tiểu thương khu chợ đêm Bà Rịa đã hăm hở quay trở lại hoạt động, với kỳ vọng nhịp sống sinh hoạt sẽ trở lại bình thường, từ đó giảm bớt những khó khăn trong giai đoạn giãn cách xã hội, ngừng kinh doanh trước đó. Thế nhưng khác với dự đoán của chính những người trong cuộc, suốt một tháng qua, không khí mua bán tại đây luôn vắng vẻ, điều hiu. Sau dịch Covid-19, thì tình hình buôn bán ngoài chợ đêm các tiểu thương nói chung là vắng so với lúc trước dịch. Mong rằng sau tình một khoảng là khoảng vài tuần hoặc tháng tới hè đó thì mong là sẽ có khách nhiều hơn cho các tiểu thương buôn bán sôm tụ hơn xíu. Sau Covid đó, hả, tụi em giờ nói chung kinh tế ai cũng eo hẹp chân á. Lo hả, cơm áo gạo tiền ai cũng vậy. Cái này sức mua rất là ít. Khu chợ đêm trung tâm thương mại Bà Rịa hoạt động từ 18 giờ cho đến tận 24 giờ đêm. Đây là thời điểm không khí mát mẻ, cũng là thời gian rảnh rỗi của nhiều người, nên thuận tiện trong việc tham quan, mua sắm và thưởng thức ẩm thực. Hoạt động thương mại ở đây gần giống với một khu chợ thu nhỏ vào ban ngày, với gần 100 tiểu thương kinh doanh đủ các mặt hàng và khu ẩm thực. Khách hàng khu chợ đêm Bà Rịa phần lớn là giới trẻ, người lao động thu nhập thấp, không chỉ thuộc địa bàn thành phố Bà Rịa mà còn các địa phương trong tỉnh và khách vãng lai. Thấy ở đây bác cũng đầy đủ mặt hàng, giá cũng mềm. Nhiều khi mình đi ghé ngang đó, nó cũng tiện với mình, với lại nó cũng mát mẻ. Ăn uống nó cũng thoải mái. Thì mình cảm thấy là mua sắm ở đây rất là tiện lợi. Tại vì ở đây có rất là nhiều đồ và hàng hóa để cho mình lựa chọn. Có nhiều kiểu mẫu. Và đặc biệt ở đây là rất hay là thay đổi kiểu mẫu mới. Nên là mình rất thích mua đồ ở đây. Trước tình hình mua bán ảm đạm, tiểu thương khu chợ đêm Bà Rịa đang trông chờ vào các chính sách hỗ trợ của nhà nước và kỳ vọng kinh tế sẽ sớm khởi sắc, từ đó thúc đẩy người dân mua sắm tiêu dùng. Khép lại phần thông tin trong tỉnh, trong nước, trong chương trình thời sự tối nay là một vấn đề đang được xã hội quan tâm. Thưa quý vị, hiện nay, thuốc lá điện tử không còn xa lạ ở Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ. Hơn nữa, các nhà sản xuất thường quảng cáo rằng hút thuốc lá điện tử sẽ ít độc hại so với thuốc lá truyền thống. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo hút thuốc lá điện tử có thể tạo ra một thế hệ nghiện nicotine. Dễ hút và được quảng cáo là ít độc hại hơn. Đó là lý do khiến thuốc lá điện tử đang thu hút thế hệ trẻ Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới. Theo Bộ Y tế, hiện nay tỷ lệ người hút thuốc lá ở Việt Nam có giảm từ trên 53% nam giới trưởng thành xuống còn 45%. Ở nữ giới giảm từ 2% xuống còn 1,1%, nhưng tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử lại tăng, đặc biệt là trong giới trẻ. Thuốc lá điện tử em nghĩ là không độc hại bằng thuốc lá điếu, vì là thì bây giờ em thấy càng ngày càng có nhiều người và những người có điều kiện người ta chuyển từ thuốc lá điếu chuyển sang thuốc lá điện tử, và cái này nó cũng có thể là giúp cho mình cai được cái thuốc lá điếu, cho nên em nghĩ là nó sẽ có ít chất độc hại hơn là thuốc lá điếu bình thường. Trái ngược với những suy nghĩ của nhiều người, các nghiên cứu chỉ ra rằng hút thuốc lá điện tử vẫn gây hại cho sức khỏe và không giúp cai được thuốc lá.
Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra khuyến cáo như cấm quảng cáo thuốc lá điện tử, áp thuế với sản phẩm này. Đặc biệt yêu cầu phải làm rõ những thông tin chưa được chứng minh về lợi ích của thuốc lá điện tử. Đây được xem là những gợi ý để ban hành quy định về thuốc lá điện tử tại Việt Nam. Chúng ta đều biết là các cái tập đoàn thuốc lá, người ta dùng rất nhiều những các cái cách tiếp thị rất là hấp dẫn, đặc biệt là hấp dẫn cho giới trẻ để mà lôi cuốn giới trẻ tham gia vào cái việc sử dụng thuốc lá cùng với họ. Thì đây cũng là những cái mà chúng tôi đã cùng với Bộ Vụ Pháp chế của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Văn hóa để mà xây dựng những cái thông tư hướng dẫn và xây dựng những cái chế tài. Hơn 20 quốc gia đã cấm hoàn toàn. Thế còn các quốc gia mà không cấm thì có thể quản lý, nhưng mà quản lý thì rất khó. Chúng ta phải có trang thiết bị máy móc để thử nghiệm và có năng lực. Khi quản lý chúng ta phải đảm bảo làm sao mà giới trẻ nó hoặc người không thuốc mà không tiếp cận sản phẩm đó. Thì Tổ chức Thế giới khuyến cáo là các nước nên chọn theo phương án nó khả thi đối với mình. Và với Việt Nam thì chúng tôi thấy phương án cấm cũng là nó phù hợp. Theo các chuyên gia, một khi đã nghiện nicotine trong thuốc lá điện tử thì người hút thuốc sẽ rất dễ sử dụng thuốc lá truyền thống do giá thành rẻ và hàm lượng nicotine cao hơn. Vì vậy, một số quốc gia đã cấm hoàn toàn thuốc lá điện tử. Tổ chức Y tế Thế giới cũng kêu gọi các quốc gia cần hành động kịp thời để bảo vệ giới trẻ không bị lừa dối bởi các quảng cáo gây nhầm lẫn, đồng thời kêu gọi một thế hệ trẻ không sử dụng thuốc lá và các sản phẩm gây nghiện. Những thông tin thời sự trong tỉnh và trong nước vừa được chúng tôi chuyển đến quý vị. Tiếp tục chương trình, mời quý vị điểm lại những vấn đề sự kiện nổi bật đã phát sóng trong tuần qua. Thành phố Hồ Chí Minh cùng 7 tỉnh khu vực phía Nam sẽ là bát giác kim cương. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam sẽ về đích sớm hơn ít nhất 10 năm so với cả nước trong mục tiêu Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, tức là trở thành một vùng hùng cường vào năm 2035. Đây là một đòi hỏi của thực tiễn và cũng là một mệnh lệnh của lịch sử. Bởi các vùng đều có những lợi thế so sánh riêng. Đó là phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong buổi làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu với lãnh đạo 8 tỉnh thành phố phía Nam diễn ra cuối tuần này. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ giao các cơ quan nghiên cứu có cơ chế đặc thù cho vùng kinh tế, trong đó có vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Hỗ trợ đầu tư để các địa phương sớm đầu tư, hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối quan trọng, đầu tư khu công nghiệp, đô thị thông minh. Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác đã thị sát các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, gồm cầu Phước An, tuyến đường liên cảng Cái Mép Thị Vải và cảng Hiêu Xuân. Đây là những công trình trọng điểm không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại Bà Rịa Vũng Tàu mà còn là kết nối, thúc đẩy phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành tập trung nguồn lực để xử lý các vướng mắc. Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai cần phối hợp nhằm tìm giải pháp tháo gỡ và trình Thủ tướng xem xét giải quyết. Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã được tỉnh ủy tổ chức tuần qua. Tại hội nghị, ngoài thông tin về nội dung hội nghị Trung ương Đảng khóa 12, lãnh đạo tỉnh ủy cũng truyền đạt thông điệp của Ban chấp hành Trung ương Đảng, kêu gọi toàn đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 và cả nhiệm kỳ 12 của đảng. Tổ chức thực hiện thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Trong thời điểm đỉnh dịch COVID-19, các hoạt động sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ, xã hội tạm thời cách ly, giá xăng dầu được điều chỉnh giảm xuống mức kỷ lục. Sau khi dịch bệnh tạm thời được đẩy lùi, nhịp sống xã hội cơ bản đã trở lại bình thường. Nhu cầu sử dụng xăng dầu tăng mạnh thì giá xăng dầu đã được điều chỉnh tăng lên và xu hướng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Trước xu hướng giá xăng dầu tăng, rải rác một số nơi trong cả nước xuất hiện tình trạng đại lý cửa hàng kinh doanh xăng dầu găm hàng chờ giá cao hơn để trục lợi. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, theo ghi nhận của các phóng viên thời sự, hoạt động kinh doanh xăng dầu vẫn diễn ra bình thường. Mọi nhu cầu về xăng dầu đều được đáp ứng, không có hiện tượng găm hàng chờ giá. Chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng do COVID-19 theo Nghị định số 42 của Chính phủ được kỳ vọng là cú hích mạnh mẽ cho quá trình phục hồi sau khi dịch bệnh được đẩy lùi. Thế nhưng đến nay, chính sách này vẫn chưa thể triển khai thông suốt.
tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng như nhiều địa phương trong cả nước đang gặp khó khăn trong rà soát, thống kê để chi hỗ trợ cho nhóm đối tượng lao động tự do và doanh nghiệp gặp khó khăn trong dịch bệnh. Hiện các khó khăn vướng mắc đang được Ngành Lao động Thương binh Xã hội tỉnh tập hợp gửi về Bộ Lao động Thương binh Xã hội để giải quyết. Theo các chuyên gia y tế, nắng nóng là một trong những nguyên nhân gián tiếp khiến người cao tuổi trở bệnh hay bệnh nặng hơn. Tại Bệnh viện Bà Rịa, từ đầu tháng 5 đến nay, số người cao tuổi đến khám chữa bệnh, nhập viện điều trị tăng 15% so với thời điểm cuối tháng 4. Trong đó, số ca mắc bệnh mãn tính phải tái khám sớm hơn so với lịch hẹn chiếm khoảng 30%. Theo khuyến cáo của ngành y tế, người cao tuổi cần hạn chế các loại thức ăn sinh ra nhiều năng lượng, tăng cường thực phẩm nhiều chất xơ, trái cây và có tính mát, tiêu hóa. Người cao tuổi cũng không nên dùng thức ăn để lâu trong tủ lạnh. Thức ăn tái hay rau sống rửa không kỹ để phòng ngừa bệnh tật, nhất là trong thời điểm chuyển mùa như hiện nay. Đầu tháng 12 năm 2019, sau khi Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu ngành giáo dục đào tạo các địa phương chọn một trong 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 mà Bộ đã công bố, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thành lập Hội đồng thẩm định sách từ cấp trường đến cấp sở. Thời gian qua, dù phải phòng chống dịch COVID-19, nhưng nhiệm vụ chọn sách giáo khoa lớp 1 vẫn được các trường tích cực triển khai. Đến đầu tháng 4, việc chọn lựa bộ sách giáo khoa lớp 1 đã hoàn thành. Khoảng cuối tháng 6, Sở Giáo dục Đào tạo sẽ mời tác giả của các cuốn sách đã chọn trong bộ sách giáo khoa lớp 1 về hướng dẫn, tập huấn cho giáo viên trực tiếp dạy lớp 1. Cuối tháng 7 đến đầu tháng 8, tỉnh sẽ triển khai dạy thực hiện trải nghiệm, chia sẻ giữa các giáo viên trước khi chính thức triển khai trong năm học mới. Vụ việc cây xanh trong sân trường tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh bật gốc khiến hàng chục học sinh bị thương và có em đã tử vong vào tuần qua đang là nỗi ám ảnh bàng hoàng với nhiều người, nhất là những gia đình đang có con em trong độ tuổi đến trường. Ngay sau tai nạn xảy ra, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tiến hành rà soát, kiểm tra lại cơ sở vật chất và hệ thống cây xanh trong trường học, đồng thời cấp tập kiểm tra những giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên. Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có hơn 41.000 lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp. Thế nhưng từ năm 2016 đến nay, tỉnh mới chỉ ghi nhận hơn 200 trường hợp chẩn đoán mắc bệnh nghề nghiệp. Gần 190 người lao động được giám định bệnh nghề nghiệp. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thừa nhận, trong thực tế, người lao động mắc bệnh nghề nghiệp cao hơn gấp nhiều lần do việc tổ chức khám phát hiện bệnh nghề nghiệp tại doanh nghiệp chưa được chú trọng. Hoạt động buôn lậu xăng dầu trên vùng biển phía Nam thời gian gần đây tiếp tục diễn biến phức tạp. Bất chấp giá xăng dầu liên tục tăng mạnh, đã có không ít vụ buôn lậu xăng dầu trên biển bị các lực lượng chức năng bắt giữ với số lượng lớn. Tại vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu, từ đầu năm đến nay, qua công tác tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng, gần chục vụ buôn lậu xăng dầu cũng đã bị phát hiện bắt giữ. Theo lực lượng chức năng, vùng biển từ phao số 0, khu vực cảng biển cửa khẩu quốc tế là những điểm nóng buôn lậu xăng dầu. Các lực lượng chức năng đã và đang tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm buôn lậu ở những khu vực này. Thưa quý vị, tính đến 15 giờ chiều nay 31 tháng 5 theo giờ Việt Nam, số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới đã gần 6,1 triệu người, trong đó có hơn 371.000 ca tử vong và hơn 2,7 triệu người đã hồi phục. Hiện tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến trái chiều khi một số nước và khu vực ghi nhận số ca nhiễm tăng vọt, trong khi một số khu vực lại đang bước vào giai đoạn nới lỏng phong tỏa, mở cửa trở lại đất nước. Hiện Mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19. Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, trong 24 giờ qua, Mỹ có thêm 960 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên hơn 105.500 người trong tổng số hơn 1,8 triệu ca nhiễm. Còn tại khu vực điểm nóng Mỹ Latin, Brazil, Mexico và Chile vẫn đang chứng kiến sự lây lan nhanh chóng của virus SARS-CoV-2. Brazil, tâm dịch của khu vực, ghi nhận gần 500.000 ca nhiễm và gần 29.000 ca tử vong. Trong khi đó, các nước châu Âu vẫn đang từng bước nới lỏng lệnh phong tỏa. Trong khi đó, tại khu vực Đông Á, tình hình dịch COVID-19 đang được ghi nhận nhiều thông tin tích cực. Trung Quốc vừa thông báo tiếp tục không có ca lây nhiễm trong nước, trong khi số ca nhiễm tại Hàn Quốc chỉ tăng nhẹ.
Trong 24 giờ qua, Trung Quốc không có thêm ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng và cũng không có ca tử vong nào. Tuy nhiên, Trung Quốc đại lục có thêm 2 ca nhiễm nhập cảnh, nâng tổng số ca nhiễm nhập cảnh lên 1.740 ca. Cơ quan Quản lý và Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, nước này ghi nhận thêm 27 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 11.400 người, trong đó có 240 ca tử vong. Chuyển sang những thông tin khác, Tổng thống Nga ông Vladimir Putin vừa cùng các ủy viên thường trực Hội đồng An ninh Quốc gia nước này thảo luận về quan điểm của Moscow liên quan đến việc Mỹ quyết định rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở, cũng như bàn về số phận của Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới New START. Tổng thống Nga ông Vladimir Putin cho rằng giới chức an ninh Nga phải nhất trí quan điểm về việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở. Trong khi đó, Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới New START trên thực tế sẽ sớm chấm dứt, vì vậy hiện có thể đã là quá muộn để bắt đầu các cuộc thảo luận nghiêm túc về tầm quan trọng của vấn đề này, không chỉ đối với nước Nga mà với cả thế giới. Thông tin tiếp theo liên quan tình hình chiến sự tại Syria. Tổng thống Nga ông Vladimir Putin vừa chỉ thị cho Bộ Quốc phòng cùng với Bộ Ngoại giao đàm phán với Syria về việc mở rộng căn cứ quân sự của Moscow tại Syria. Các cơ quan quốc phòng và ngoại giao của Nga sẽ đàm phán với các đối tác Syria về việc chuyển giao thêm cho quân đội Nga sử dụng các bất động sản và dùng nước trong khuôn khổ thỏa thuận về triển khai nhóm không quân Nga tại Syria được ký từ ngày 26 tháng 8 năm 2015. Hiện Nga có hai cơ sở quân sự thường trực ở Syria là căn cứ không quân Memim ở tỉnh Latakia và căn cứ hải quân Tartus trên Địa Trung Hải. Tại Mỹ, biểu tình đã lan rộng ra nhiều thành phố sau vụ việc một cảnh sát địa phương gây ra cái chết cho người đàn ông da màu George Floyd để kiểm soát tình hình trật tự. Sau thành phố Minneapolis, có thêm nhiều thành phố khác của Mỹ phải ban bố tình trạng giới nghiêm. Los Angeles, Atlanta và Philadelphia là những thành phố mới nhất của Mỹ yêu cầu người dân không ra đường trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc với nhiều quy mô khác nhau đã nổ ra trên khắp nước Mỹ. Các vụ đụng độ và tình trạng hôi của cũng xảy ra ở một số nơi, buộc các lực lượng an ninh phải thực hiện nhiều biện pháp mạnh để giảng hồi trật tự. Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích tư tưởng cực tả đã dẫn tới tình trạng bạo lực hiện nay và cáo buộc mạng lưới Antifa đứng đằng sau vụ việc này. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 31 tháng 5. Những ngày gần đây, khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có mưa rải rác, nhưng lượng mưa không lớn và tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Ban ngày nắng nóng cũng tạm thời chấm dứt, cường độ nắng không mạnh nhưng gây cảm giác oi bức, nhất là vào thời điểm trưa chiều. Mức nhiệt cao nhất từ 32 đến 34 độ. Ngày mai, ngày đầu tháng 6, thời tiết khu vực tỉnh vẫn không thay đổi. Ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Tuy nhiên, khoảng vài ngày tới, mưa có xu hướng tăng lên. Trong cơn dông có thể có lốc xoáy, gió giật mạnh và sấm sét nên người dân cần lưu ý. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày mai trời nắng. Trong cơn dông có thể có sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Ngày mai trời nắng, gió nam đến tây nam cường độ nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Độ ẩm tương đối 83-85%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông. Trong cơn dông có thể có sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Ngày mai trời nắng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 27 độ, nhiệt độ cao nhất 32 độ, độ ẩm tương đối 80%. Vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km. Trên biển, gió nam đến tây nam cấp 3 có lúc cấp 4. Tại Vũng Tàu ngày 1 tháng 6 năm 2020, mực nước cao nhất 357 cm xuất hiện lúc 9 giờ, thấp nhất 125 cm xuất hiện lúc 2 giờ 30 phút.
Thông tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tiếp theo sau đây là chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.